thảo luận tổ về kế hoạch tài chính và kế hoạch vay trả nợ công. Đa số đại biểu Quốc hội đã cơ bản thống nhất với báo cáo tài chính trả nợ công quốc gia giai đoạn 2016-2020. Trong đó thì có đánh giá, phân tích bối cảnh chung, những thuận lợi, khó khăn, thách thức, mục tiêu hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực tài chính ngân sách, thu chi ngân sách, bội chi và cân đối ngân sách. Nhiều đại biểu cũng nêu lên những giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025. Đối với nội dung về kế hoạch vay trả và trả nợ công, các đại biểu phân tích những tồn tại hạn chế về vay, trả nợ công, rủi ro của nợ công chính phủ giai đoạn 2021-2025, từ đó đưa ra những cảnh báo, khuyến nghị trong thảo luận tổ về nội dung kế hoạch tài chính và kế hoạch dây trả nợ công giai đoạn 2016-2020, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nêu ý kiến. Năm năm qua, chính phủ quản lý điều hành nền tài chính quốc gia đạt nhiều kết quả tích cực, ấn tượng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tạo dư địa thực hiện các chính sách hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, kịp thời ứng phó trước đại dịch Covid-19. Để giảm áp lực nợ công, đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công giai đoạn 2021-2025. Đề nghị chính phủ phải giữ kỷ luật chi ngân sách theo dự toán, phần tăng thu nếu có sẽ dùng để giảm bồi chi, kiểm soát chặt chẽ các khoản nợ bảo lãnh chính phủ và giảm bảo lãnh chính phủ đối với các dự án của doanh nghiệp nhà nước, tăng cường trả nợ, cơ cấu lại vốn dây, hạn chế tối đa các khoản dây từ nước ngoài, từng bước thay thế nợ nước ngoài bằng nợ trong nước để giảm rủi ro vỡ nợ và an toàn tài chính quốc gia.